nhu cầu con nào thì ơi mình nhá, với mẹ con nào cũng được. Để trước là mình cũng vào gà rồi, chủ không bán, chủ muốn để tất, nhưng bây giờ cho có khi là cũng đến tần mà chủ để lại, mà ai giả được ưng ý là chủ bán, chủ tính là bán cho sang thôi, còn nếu mà bán lúc bán cho con thì chủ bán đâu. Muối rất là đẹp, em đem này, muối đẹp này, lồng khô nha, lồng to. Chúc, chúc, chúc. Đấy. Chỉ cần có chuột thôi là nó sẽ đuổi cho anh em thích luôn. Thì xem mình có bắt được con chuột là mình mang vào test thử đằng này để đuổi cho anh em theo dõi nhé. Đó. Ai có nhu cầu thì cứ ới cho em nhé. Đấy, dòng tật nó vào từ 6-7 cân mà biết sang rồi nhé anh em nhé. Không đưa giỏi lắm nhưng mà bây giờ có mùi là nó biết đuổi âm mà. Anh em mang về là không phải tật nữa. Loại chó này là anh em cứ nuôi lớn là anh em mang vào rừng nó tự biết làm việc luôn. Bởi vì những con chó mà mình ùi mà nó không biết gì thì có khi còn khó luyện lắm. Chó này luyện từ bé ra. Anh em chỉ việc nuôi này, anh em vào rừng là có mùi gì nó thích mùi gì nó tự chơi luôn anh em nhé. Thế còn nào cứ ở cho em xong là có gì em sẽ báo giá lại cho anh em. Hàng lắm. Hàng mà. Có biết con đuổi mèo không? Đuổi ác đuổi mèo mà bắt chết em. À. Em phải dạy đập cho không đuổi mèo. Thế nào phải mua con mèo về mình đi thả tít trên rừng kia mới mang nó đi đuổi. Cho đuổi âm thế nào. Bốn con mà sủa ơi ơi luôn. Mạnh không? Mạnh phết nhưng mà không có mùi gì để nó theo. Mẹ nó nhờ giấy thuần mình mang đi phát là nén đá đâu nó thích lắm mà đi theo luôn. Theo là luôn rồi. Cả con mẹ nó đi theo. Đấy anh em ai nhu cầu mấy bốn con này con nào thì cứ ới vào số điện thoại của em nhá. Em sẽ báo lại cho anh em xem là chủ nó bán như nào để anh em mua về để tật sang. Đấy bốn con. Con nào con được, con nào con cái này. Ôi dù. Tí nữa nó còn thân mình. Con này cũng con được này. Đấy, chỉ có khi là hai con được, hai con cái phải không? Một con cái thôi. Một con cái, ba con được à? Con cái rồi con này. Thế là ba con này là con được hết nhá anh em nhá. Con cái con này nhá. Đây con này. Đấy, nhưng mà con này mình cũng thấy chịu khó này. Mắt, mũi, tay cũng đẹp này. Con này cũng đẹp này. Con này cũng đẹp này. Con này tay hơi to nhưng mà con này cũng giỏi lắm này anh em ạ. Chịu khó nhá. Cả bốn con nó là độ vào rừng mà nó chịu khó đi theo mẹ. Có mùi phát là nó tìm mà âm luôn. Con này muối đẹp lắm, đầu muối là bắt đâu được một con rắn không mà buộc cái đuôi buộc vào cái dây dài dài vào để xem nó biết mùi rắn. Biết đấy, nó bản này nó biết đấy nhưng mà bây giờ phải bắt được con rắn nào mình không cần đâu, mình thả những chỗ có quang này xong rồi bảo nó vào ngửi mùi nó theo đi luôn. Rắn với lại con chuột với lại đấy. Con chuột chắc nó mới đuổi âm luôn đấy. Bằng sạch mà đêm nó như con nhảy lên cả giường anh ấy. Nhảy lên giường mà bắt à? Ồ. Nhìn nó biết săn chuột mà nó vào cái mũi của nó ngửa âm. Con mẹ con cái là mũi cũng đẹp lắm. Có con mũi nó đẹp anh em nhá. Đấy. Push.
À, như cầu con nào thì cứ ới cho em nhá. Rồng này bé đâu, con mẹ nó cũng chỉ vào từ 13 14 cân thôi. Bé đấy, bé nhớ nào. Ui, 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 ui. Lông này lông cứng nhá, cứng đẹp. Con đem này con đực, con này con đực này. Bây giờ ở chỗ nào có thú là mình cho như này, đi tật là vào mùi là nó xong âm luôn này anh em ạ. Đó, chạy đều. Cả con cái này rất là chịu khó nha. Mẹ nó là đẹp lắm nhưng mà mẹ không biết chủ có bán không. Mẹ chủ ở dính đuổi chuột ra xong quen nhà đuổi hỏng hết cả bế, hỏng hết cả đống thóc. Đấy, mẹ lại tìm mùi trên kia rồi. Đấy. Đi hết rồi. Đấy, mình vào phát mình gọi phát là đi luôn. Đấy, chó đi rừng là như thế. Như đàn này riêng mình vào mình thích mang đi rừng đuổi cày đuổi sóc là đi vào phát là nó đi theo chủ luôn nhá anh em nhá, đi theo mình luôn nhá. Nó không lạ chủ luôn. Ai có nhu cầu này là ở cho em nhá. Đó. Đàn này anh em mua thì có thể mua là mua hết một cạp cũng được. Là nó sẽ chịu khó hơn. Hay là anh em mua một hai con. Tìm này, muối này. Đấy. Bé này rất là tìm, rất là tốt. Có nào chịu khó như con đấy luôn. Không có mùi gì nha, riêng có mùi, có mèo hay có vết là mình mang mèo lên đây mình thả có khi là làm ok. Nếu anh em cần thiết mai kia mình sẽ mang mèo lên mình thả nhé, để làm video cho anh em đam mê, theo dõi. Đằng này rất chán thả mèo là đuổi ầm luôn. Mèo hoặc là cầy và mã này. Đó. Mình lại không mua được con mèo nào. Đấy, chó khôn là bây giờ ném đá đâu là nó tự biết đi tìm, này mới là chó khôn này anh em ạ. Đó. Đi tìm âm mà không có mùi gì. Hey.
Đấy, muối mẹ cày xuống đất luôn. Tín ấm mà không có gì. Chó này nói đảm bảo về chuột với đại mèo các kiểu là anh em yên tâm với đại cày sóc. Chó này không lớn to, không to lắm nhá. Dùng chó duy ta là không to đâu. Con mẹ nó bé này, cả mấy con này cũng khôn đâu. Còn tầm 7-8 cân. Đấy nha anh em nhé, quay cho các bác nhìn kỹ này. Mẹ này, mẹ nó mở móc này. Đó, con này. Đây. Đó. Toàn lưới đốn luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình bắt đầu cho các bác vào xem đàn chó con được vừa rồi mình qua video cho anh em theo dõi nhé. Ông nọ có ông anh đang hỏi về mấy con bé này này. Bốn con đẹp như nhau, con nào cũng đẹp anh em nha. Đấy, biết sang cầy sang chuột đã ẩm nhá. Bốn mát này, vừa bốn mát mà vừa đó, con cái mà ông nọ mình quay chịu khó đi tìm mùi là con này này. Đó, con nào cũng tìm, con nào cũng tìm tốt à. Con mẹ là con này nhá anh em nhá, mẹ nó là dùng cũng dùng duy ta luôn. Đấy anh em nhìn ra giỏi chưa? Đấy. Hơi tốt lắm nha anh em nhé. Đấy, thì hơi ẩm, đuổi chuột giỏi luôn nhá anh em nhá, đuổi chuột để cày các kiểu à. Có anh ở bới ở trong hang này là bới chuột cực kỳ tốt luôn. Đấy, cũng cần đổi âm. Con đem kìa. Đấy. Đấy, hàng lắm. Cho bưởi để coi video cho anh em theo dõi nhé.
các bạn nhé. Đấy, sủa âm mà bối rồi. Khó cực kỳ luôn anh em ạ. Ông anh bảo bới cái đống thau là bới hỏng hết luôn. Mình là chủ nhất là lạ là mình vào phát là nó đi theo luôn, đòi đi theo luôn. Anh em thấy chưa? Rất là chịu khó luôn nha. Đó. Con này là con đực anh em ạ. Kìa kìa. Con bé mà hôm nọ mình thấy chịu khó là con này nhé. Đấy. Bốn con nào giỏi. Đấy. Đấy. Mình test đầu hoàn cho anh em theo dõi nhé. Cả con mẹ này chịu khó lắm, khai lạ phát gọi nó đi luôn nha anh em nhé. Chó này chó bé nó dễ quen thôi. Chỉ cần có mùi phát là nó đi âm rồi anh em nhé. Vừa rồi mình cũng có coi một lần cho anh em rồi nhưng mà hầu như là các bác hỏi xong là yên tích không thấy hỏi. Ai thật sự cần mà bắt rồng này về là đảm bảo với anh em luôn. Cái này rất là chịu khó nha. Đấy, nhanh nhẹ luôn nhá. Con này cũng đẹp này, con này đẹp lắm anh em ạ. Vừa đẹp vừa chịu khó nha. Ở đây không có mùi gì. Dễ quen luôn anh em nhé. Chủ không đi, lần đầu tiên mình vào mình gọi là nó tự chơi vào đây. Đấy. Chủ bảo lên luôn đuổi cầy sau danh đuổi chuột đuổi âm luôn anh em ạ. Đó.
Nó vào tầm này 8-9 cân rồi. Đấy, biết theo mùi rồi mà. Không có mùi gì luôn. Đấy. Chui xuống quế Đây anh em nhé. Đấy, bắt mùi ấm. Chó đúng chó khôn là như này đấy anh em nhé. Số hả? Hello, xin chào tất cả mọi người. Nay mình quay đàn chó con vẹn nhé, đẹp lắm. Đó. Ai có nhu cầu thì cứ ấy cho em nhé, ba con. Đó, ba con màu vẹn. Và cả con mẹ khá là đẹp nhé. Con mẹ này ai nhu cầu thì ấy cho em. Các màu tuần nán đi. Ừ. Mẹ nó cũng khá là đẹp luôn. Mẹ thì dòng duy ta thôi nhé, bé mà ba con bé này. Con tay cọc này là có hai huyền đề sâu nhé, ai nhu cầu loại có hai huyền đề để sâu thì cứ ới cho em. Đó. Ba con đẹp phết. Mẹ là cũng dùng sang luôn. Con này trước cái anh em nhìn thấy con đực vẹn mà em quay cho anh em theo dõi chưa? Con đực đó là một con đực đầu đàng mười mấy triệu, nên là anh em ai cũng chê, về thời gian là có người thấy là họ cho luôn. Đó. Đấy là con này là cũng có con của nó nhá. Con mẹ bé này là cũng đẹp này. Mẹ này nó chỉ vào từ 12 13 cân thôi. Anh em ai có nhu cầu rồi cứ ới cho em. Nhá, mẹ đẹp lắm. Lông lá này khỏi phải chê, đầu thú cũng đẹp này. Đó.